đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên. Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Tôi là chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi trong chương trình Tiếng Nói Quê Hương. Hôm nay tôi rất là vui vì có được sự hiện diện của mục sư Lữ Thành Kiến, chủ bút Đặc Sang Hướng Đi nhiều năm. Chào mục sư Lữ Thành Kiến. Dạ, xin kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ, chủ nhiệm báo Hướng Đi, và chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Tiếng Nói Quê Hương. Hay quá. Được gặp mục sư đây là tôi rất là vui, và cũng cảm ơn mục sư đã hợp tác rất là nhiều năm trong vấn đề thực hiện Đặc Sang Hướng Đi trong báo giấy, và cứ 3 tháng một lần là chúng ta có một tờ báo, và sự thành hình của tờ báo và sự trung tín phát hành đó là cũng một sự đóng góp rất là to lớn của mục sư Lê Thành Kiến là chủ bút. Tôi muốn phỏng vấn mục sư một vài câu, vài điều để giới thiệu với quý thính giả của chương trình Tiếng Nói Quê Hương, để cho mọi người biết và đồng thời biết về thân thế sự nghiệp cũng như là tâm tình của mục sư, rồi cũng hy vọng là sẽ có nhiều sự hợp tác trong tương lai, đặc biệt là thực hiện cái chương trình Tiếng Nói Quê Hương mỗi ngày một phong phú hơn và thường xuyên hơn. Thưa mục sư có thể cho biết một ít điều về xuất thân của mục sư, rồi mục sư ở đâu, mục sư đang ở đâu mà mục sư đã bắt đầu chương trình phục vụ qua tài năng mà Chúa ban cho từ lúc nào. Sau này tôi sẽ hỏi về dự định tương lai của mục sư nữa nha. Xin kính mời mục sư. Thân thế và sự nghiệp của tôi đó là hiện giờ tôi đang là quản nhiệm hội thánh Baptist Greenville tại South Carolina. Cái lý do mà Chúa cho tôi bước vào trong cái lĩnh vực báo chí và hợp tác với mục sư để làm cái tờ báo Hướng Đi nhiều năm nay đó là vì Chúa cho tôi cái khả năng viết từ khi còn rất là nhỏ. Từ năm 13 tuổi thôi là bắt đầu viết báo rồi. Trải qua một thời gian dài ở Việt Nam rồi cũng có làm báo với một cái người nhà văn rất là nổi tiếng mà chắc mọi người cũng còn nhớ, đó là ông Duyên Anh, tác giả của nhiều cuốn sách. Lúc đó là cái tuần báo Tuổi Ngọc. Và tôi đã làm báo khoảng một năm vừa cùng với các ông ở tại Sài Gòn. Sau 1975 thì cũng kẹt lại Việt Nam như tất cả nhiều người. Rồi Chúa cho tôi sang Mỹ năm 1994. Tôi cũng không có nghĩ là tôi sẽ bắt đầu làm báo hay là có một cái cơ hội nào để làm báo. Chỉ là viết lách thôi. Viết là cái khả năng và cái ân tứ mà Chúa cho tôi. Cho nên khi mà mục sư đề nghị tôi làm chủ bút tờ báo Hướng Đi là cái tờ báo mà tôi bắt đầu đọc và theo dõi từ cái lúc số 3, số 4 kìa. Lúc mục sư mới ra báo là tôi đã đọc báo Hướng Đi rồi. Cho đến không nhớ là số mấy nữa khi mục sư đề nghị thì tôi nghĩ là Chúa mở tôi cái con đường để có thể phục vụ Chúa qua vấn đề báo chí nữa. Cho nên tôi đã nhận lời hợp tác với mục sư để trở thành chủ bút báo Hướng Đi từ đó cho tới ngày hôm nay. Cảm ơn mục sư tham gia tờ báo. Bây giờ mục sư có thể kể lại là tờ báo nó đã thêm một số những cái chương trình gì về vấn đề thi, viết cho niềm tin, rồi có mình đã khám phá thêm được bao nhiêu nhân tài viết lách trong kho tàng văn chương, hay là về sự nghiệp về làm báo của tờ báo. Mục sư có thể cho biết một vài chi tiết được không? Được mục sư. Khi mà mục sư Nguyễn Văn Huệ làm chủ nhiệm kiêm chủ bút đó, thì cái tờ báo Hướng Đi nó không có đi vào cái mảng văn chương nhiều. Nó là những cái thông tin, những cái bài viết, những cái article về tôn giáo, sưu tầm, đại khái là nhiều hơn là văn chương.
Nhưng mà khi từ khi tôi bước vào làm chủ bút của hướng đi đó, thì tôi nghiêng nó về phía văn chương một chút. Như là tôi có nói là vì cái đó là cái khiếu mà Chúa cho. Thì sau một thời gian cộng tác với mục sư thì tôi đề nghị tổ chức một cái cuộc thi viết văn cơ đốc, lấy cái tên là Viết cho niềm tin. Cái chương trình này tổ chức trên cả thế giới, nói là cả thế giới nhưng mà thật ra chỉ có vài nước tham gia thôi. Trong đó có Việt Nam, có Đức, có Úc, cũng có một vài nơi khác, đặc biệt là Mỹ. Thì cái cuộc thi này đó là chúng tôi có ban giám khảo gồm có 4 người là mục sư Huệ, mục sư Kiến, cô Thiên Kiều Giang là chủ biên Sống Đạo Online và nhà văn Hoàng Nga. Thì chúng tôi mở cái cuộc thi đó ra, thì khắp nơi họ gửi bài về, và cứ mỗi cái bài được chọn thì chúng tôi lại đăng ở trên Sống Đạo Online, là cái web được đăng bài hàng ngày. Rồi cuối năm đó thì chúng tôi ngồi lại chọn lọc những cái bài vào bán kết, rồi chúng tôi chấm điểm, chọn những người vào chung kết và phát giải. Hàng năm bắt đầu từ năm 2013 là cái năm đầu tiên chúng tôi tổ chức phát giải tại thành phố Dallas, Texas. Chú cho phước hạnh lắm. Cái giải thưởng thứ nhất đó là 3.000, thứ nhì là 2.000, thứ ba đó là 1.000, và những cái giải khuyến khích là 500 một giải. Cái cuộc thi này kéo dài khoảng 3 năm, và cứ mỗi một năm như vậy đó là chúng tôi lại tổ chức một cái buổi lễ phát giải rất là trịnh trọng, và in một cái quyển sách rất là dày, gồm những cái bài viết đã đoạt giải, nhất cho tới giải khuyến khích và một số những bài hay khác. Cái tuyển tập đã dày khoảng 550 trang. Cái phát giải năm đầu tiên là ở tại Dallas, Texas. Đợt thứ nhì phát giải là ở tại Vancouver, Canada, và cái lần thứ ba đó là tại San Jose, California. Chúng tôi tổ chức cái cuộc thi này được 3 năm và có được 3 cái quyển sách rất là dày, 3 cái tuyển tập viết cho niềm tin, và chúng tôi vẫn còn giữ ngày hôm nay giống như là một cái thành quả của báo hướng đi. Thưa mục sư, là ngoài cái vấn đề thi viết cho niềm tin đó, thì tôi còn nhớ là báo Hướng Đi cũng đã bắt đầu đưa lên mạng qua cái hình thức của Sống Đạo Online. Mỗi lần có báo thì Sống Đạo Online họ cũng thực hiện một cái chương trình Sống Đạo truyền thanh. Nội dung thì không phải là báo giấy mà là báo đọc hay là báo nói. Một sư có thể giải thích thêm về cái bước tiến của báo Hướng Đi trên Sống Đạo Online. Cô Thiên Kiều Giang, chủ biên Sống Đạo Online, là một người chị em cộng tác với chúng tôi rất là lâu và rất là có tâm tình ở trong cái vấn đề báo chí. Chúng tôi đề nghị cô cộng tác trong cái cuộc thi Viết cho niềm tin, và chính cô cũng đề nghị là khi mỗi lần cái tờ báo Hướng Đi ra đó thì cô sẽ thực hiện một cái số gọi là Sống Đạo truyền thanh, tức là chọn một số những cái bài tiêu biểu ở trong cái cuốn báo Hướng Đi đó để đọc khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, sẽ bỏ trên cái trang của Sống Đạo Online và ngay cả trên YouTube nữa. Thì chúng tôi đã làm việc song song như vậy. Mỗi lần báo Hướng Đi ra thì tiếp tức là có một cái gọi là Sống Đạo truyền thanh ở trên Sống Đạo Online và YouTube. Chúng tôi vẫn tiếp tục cộng tác như vậy. Mỗi khi có báo giấy thì sẽ có báo trên web. Cảm ơn Chúa là qua tờ báo Hướng Đi, dù rất là nhỏ, bắt đầu rất nhỏ nhưng mà nó cũng có cái lan rộng ra, có kết quả, nhất là từ tờ báo này nó có cái hội từ thiện Hướng Đi, và đã xây dựng nhà tình thương cho hàng trăm cái người nghèo ở Việt Nam, rồi làm nhiều công việc khác có tính cách từ thiện. Và sau đó rồi cũng dự phần trong vấn đề đào tạo các môn đồ, đào tạo người hầu việc Chúa khắp nơi. Và bây giờ thì có thêm sự hợp tác của giáo sư Phạm Xuân Dũng nữa để lo cái chương trình đào tạo. Và đặc biệt là mới đây thì qua cái sáng kiến của một sư Lữ Thành Kiến đó, thì tôi cũng dự định sẽ đưa báo Hướng Đi thành là e-magazine,
Mục sư có thể giải thích thêm và nói lên cái sự phát triển của từ báo giấy qua báo mạng hay không? Dạ, tôi xin đính chính lại là cái e-magazine đó, báo điện tử đó, không phải là sáng kiến của tôi, mà là sáng kiến của anh Huỳnh Quang Minh, là một giáo sư đại học tại Baton Rouge. Khi mà tôi nói chuyện với anh Minh về cái vấn đề báo giấy đang bị khó khăn đó, vì cái hoàn cảnh dịch lệ đó, thì anh đề nghị là e-magazine, và anh đã rất là tận tình chỉ dẫn cái cách để vào để làm e-magazine và làm như thế nào và vào ra sao. Đây là một cái ý tưởng của anh Minh chứ không phải của tôi. Tôi đã rất là hào hứng khi mà nghe anh trình bày về cái e-magazine, và sau đó tôi cũng trình bày lại với mục sư chủ nhiệm, và mục sư cũng rất là hào hứng để chúng ta bắt đầu thực hiện cái tờ báo điện tử này. Khi mà tờ báo hướng đi giấy sẽ phát hành vào đầu tháng 10, thì chúng ta sẽ có hướng đi 76 e-magazine. Chúng tôi đã bắt đầu viết bài ở trên sóng đài online, viết bài ở trong báo giấy, và viết ở ngay ở trong những cái trang đầu của hướng đi magazine nữa. Và hy vọng rằng Chúa sẽ mở một cái con đường khác, tốt hơn nữa, sau khi cái báo giấy nó dần dần nó bị giới hạn. Thưa mục sư. Dạ, cảm ơn mục sư chia sẻ. Và tôi thấy là rõ ràng là Đức Chúa Trời có dùng tờ báo và nó bắt đầu phát triển qua nhiều hình thức. Và ngoài cái website đó thì gần đây tôi thấy có Facebook hoặc là YouTube cũng là một cái phương tiện để lần lượt thì người ta sẽ biết đến báo hướng đi. Và tôi cũng rất là vui, và hôm nay trong cuộc phỏng vấn này thì cũng đặc biệt giới thiệu với quý thính giả về tiếng nói quê hương có sự góp phần của báo hướng đi, chẳng những của chủ nhiệm mà còn có chủ bút, và như mục sư nói là cũng có thêm nhiều giáo sư đại học nữa, như là giáo sư Minh, giáo sư Phạm Xuân Dũng cũng sẽ lần lượt hợp tác trong cái chương trình này. Tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng, chúng ta là báo hướng đi thì chỉ có là đi lên thôi, và chắc chắn là chúng ta sẽ đi lên. Tôi cảm ơn mục sư về những cái sự hợp tác trong thời gian qua. Đặc biệt là tôi ghi nhận được cái tài năng đóng góp của mục sư, từ cái năng khiếu Chúa cho trong sự viết, nhưng mà đặc biệt là cái tâm tình góp phần cho vấn đề giới thiệu về tình thương của Chúa cho mọi người. Đặc biệt là trong thời gian gần đây thì tôi suy nghĩ đến cái lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, lời dạy của Chúa là nhưng trước hết hãy tìm kiếm đến Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các như mọi điều ấy nữa. Mục sư có thấy đây cũng là một cái tâm tình mà mục sư sẽ chia sẻ cho quý đồng hương, và cái hướng đi của tờ báo của chúng ta đó là xây dựng một cái tinh thần để mọi người biết đến nước trời, và ai nấy đều có thể nói là nước trời là nước tôi. Mục sư có thể chia sẻ ý kiến về cái ý kiến này không? Dạ, cái ý kiến đó là quá tuyệt vời đó mục sư. Mọi người đều biết tôi là mục sư, tôi cũng là mục sư, là những người hầu việc Chúa. Cái công việc của mình là ngoại trừ giảng dạy ở trong nhà thờ thì mình còn một cái mạng lệnh của Chúa rất là lớn là đi ra truyền giáo. Mục sư với tôi thì hiểu nhau nhiều rồi, mình đã từng có những chuyến truyền giáo đi Nga, và tôi cũng đi riêng vào những một vài cái nước khác. Dù chúng ta làm như thế nào thì kim đại mạng lệnh của Chúa vẫn là cái ưu tiên hơn hết ở trong cuộc đời của mình. Và tôi tạ ơn Chúa là từ cái tờ báo hướng đi đó, nó đã nở ra những cái mầm khác, những cái nụ khác. Như mục sư có trình bày đó là mở những cái con đường truyền giáo, khích lệ tìm kiếm những giáo sĩ để tiếp tục tiếp nối cái chương trình truyền giáo, huấn luyện người, đào tạo môn đồ. Và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm những điều đó, là như vậy. Cái tờ báo hướng đi, báo giấy hay là e-magazine, thì cái quan trọng nhất của nó vẫn là tìm cách làm sao để đưa những đồng bào Việt Nam của chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời và trở lại với Ngài. Đây là cái tâm tình mà tôi biết là mục sư đã, nó đã trở thành máu huyết ở trong mục sư rồi.
nó chảy ở trong chúng ta từ bao nhiêu ngày tháng chúng ta học về Chúa rồi, thì nó cũng là cái điều mà tôi cũng đã làm và cũng sẽ tiếp tục làm trong những ngày tới. Thì mục tiêu của chúng ta vẫn là như vậy. Cảm ơn mục sư đã chia sẻ tâm tình, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội để thảo luận và để giới thiệu những việc mà Chúa làm qua đời sống của chúng ta. Bây giờ là hết giờ rồi. Xin cảm ơn mục sư và xin kính chào quý thính giả. Cầu chúc mọi người được bình yên, mạnh khỏe và đặc biệt là góp phần vào việc chia sẻ tình thương, kêu gọi mọi người tham gia vào nước trời, vui hưởng nước trời, đặc biệt là vui hưởng những ngày trời trên đất. Mời Đức Chúa Trời ban phước lành trên mục sư và trên hết tại ông bà anh chị em. Amen. Amen. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào một dịp khác. Bạn hỏi ta về đâu, đi đâu, hướng đi cho cuộc đời, đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa đi lên và đi lên. Hướng đi chọn rồi hạnh phúc và bình an, bàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Cho cuộc đời mừng vui hay lo âu, có bao giờ bạn hỏi ta về đâu, đi đâu, hướng đi cho cuộc đời, đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa đi lên và đi chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa đi lên và đi lên. Hướng đi tôi chọn rồi hạnh phúc và bình an, bàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
và chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với. Đặc sản Hướng Đi hiện đang in và phát hành một quyển sách mới gọi là Cha Mẹ Trả Lời Con Cái. Cuốn sách này rất là đẹp, 86 trang với 80 câu hỏi và câu trả lời. Mỗi trang đều có hình ảnh và họa sĩ Bảo Huân đã hiệp tác sáng tác để in trong quyển sách này. Anh chị em có thể mua dùng và tặng quà cho các gia đình Việt giúp trẻ em đọc sách mỗi ngày. Ở đây có mỗi ngày một câu hỏi, một câu trả lời và một bức tranh. Cuốn sách chỉ có giá $3 và chúng tôi rất là hoan nghênh quý vị và các bạn hãy liên lạc với Đặc Sản Hướng Đi, PO Box 570293, Dallas, Texas 75357, số phone 469-493-2307. Chúng tôi muốn có địa chỉ để có thể gửi sách đến tận nhà. Ba mẹ ơi, nếu như Đức Chúa Trời là sự yêu thương, thì tại sao chúng ta phải sợ Ngài? Con ơi, Kinh Thánh nhiều lần khẳng định con người phải kính sợ Chúa, như câu Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ, Thi Thiên đoạn 89. Và Chúa Giê-xu thì nói, đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất linh hồn và thân thể trong hỏa ngục. Sách Ma-thi-ơ đoạn 10. Nhưng chẳng phải Chúa là cha đang chăm sóc con bằng tình yêu thương sao? Đúng vậy, Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời là sự yêu thương và chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Sách Giăng thứ nhất đoạn 4. Và con sẽ lại hỏi, vậy tại sao con nên sợ Ngài, đúng không? Trước tiên, con cần phải hiểu Kinh Thánh nói kính sợ Chúa có nghĩa gì. Vua Salomon nói, sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự tri thức. Sách Châm Ngôn đoạn 9. Con phải kính sợ và thờ phượng Chúa. Con cần tôn kính Chúa vì Ngài là đấng siêu việt. Cọp Siberia là giống cọp lớn nhất trên hành tinh. Một con có thể nặng đến 850 pound. Nó nặng hơn con sư tử châu Phi đến 100 pound. Chúng thật sự là những con quái vật nguy hiểm. Con sẽ không muốn ở chung với chúng trong phòng đâu. Tất nhiên, con sẽ sợ chúng. Nhưng nếu con là cọp con, và con cọp Siberia dữ tợn kia là cọp cha thì thế nào? Mọi thứ sẽ khác đi, đúng không? Và con cũng có mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời. Con là con trai, con gái của Ngài. Con vẫn kính sợ và thờ phượng Ngài, nhưng sự kính sợ không còn mang nghĩa tiêu cực như sợ hãi nữa. Kính sợ Chúa là sợ mình không vâng theo Chúa. Thật ra, Kinh Thánh nói, sự kính sợ Chúa là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Sách Thi Thiên đoạn 19. Nếu cha cảnh báo rằng con sẽ bị phạt ở nhà một tuần khi con đi chơi về trễ, con sẽ sợ vi phạm quy định của cha, vì cha sẽ kỷ luật con. Cũng vậy, Chúa sẽ không làm tổn hại con, nhưng Ngài sẽ kỷ luật con. Cọp con có thể chơi giỡn với cọp cha, nhưng nếu cọp con làm điều nguy hiểm hoặc không vâng lời, thì nó sẽ biết ngay ai là người thật sự có quyền. Con ơi, sẽ có những lúc trong đời con thấy Chúa bày tỏ quyền năng. Vậy nên, con phải nhớ luôn kính sợ Ngài nhé. Thương đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, thương đi tôi tròn rồi, hạnh phúc và bình an, bàn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.